Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ còn thiếu một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2021 vào lúc 10 giờ giờ Roma, tức là 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là một cuộc họp quy tụ tất cả đại diện của các hội đồng giám mục trên thế giới, có các nhà thần học, các chuyên viên, để rồi cùng bàn về một cái chủ đề quan trọng mang tính thời sự trong giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thực ra sẽ được cử hành chính thức vào năm 2023, và như thế chúng ta thấy có một lộ trình 3 năm dần dần để tiến tới Thượng Hội đồng. Trước hết là ở cấp giáo phận, thứ hai là ở cấp quốc gia, và cuối cùng là ở cấp hoàn vũ. Đến năm 2023 thì Thượng Hội đồng sẽ kết thúc ở cấp hoàn vũ. Chủ đề của Thượng Hội đồng lần này, tức là lần thứ 16, năm 2023 mà được khai mạc ngày hôm nay là gì? Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi tham khảo ý kiến của các giám mục trên toàn thế giới thì đã chọn chủ đề cho Thượng Hội đồng, đó là tính hiệp hành
trong giáo hội. Đối với chúng ta, có lẽ nhiều người lần đầu tiên nghe từ này hiệp hành. Vậy hiệp hành là gì? Hiệp là nối kết, hành là bước đi. Hiệp hành là bước đi với người khác, bước đi cùng nhau, bước đi với đoàn thể, không phải chỉ là bước đi đơn lẻ. Cuộc sống của cá nhân mỗi người cũng như sinh hoạt của một xã hội, của một tổ chức, của một tôn giáo, thưa quý ông bà và anh chị em, luôn luôn là một cuộc bước đi. Chúng ta gọi là một hành trình. Và Công đồng Vaticano thứ hai khi nói về giáo hội thì nói giáo hội của chúng ta là dân Chúa, mà một dân đang lữ hành, tức là một dân đang đi trên đường. Vậy tại sao Đức Thánh Cha lại chọn đề tài tính hiệp hành trong giáo hội như chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 khai mạc từ ngày hôm nay? Thưa, bởi vì Đức Thánh Cha muốn rằng trong giáo hội của chúng ta, mọi thành phần dân Chúa, mọi quốc gia phải cùng nhau bước đi để rồi nhắm tới sứ vụ truyền giáo. Thực ra, hiệp hành không phải là một ý tưởng mới do Đức Phanxicô sáng kiến ra, phát minh ra, nhưng đã có từ Công đồng Vaticano thứ hai và thực sự đã tiềm ẩn trong bản chất của giáo hội ngay từ thuở khai sinh. Bởi vì Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, nhấn mạnh và làm rõ hơn với chúng ta rằng giáo hội hiện hữu với thế giới, giáo hội hiện hữu trong thế giới và giáo hội hiện hữu cho thế giới. Thưa quý ông bà và anh chị em, ba cái giới từ nói lên rất là nhiều ý nghĩa sâu xa trong vai trò, bản chất, nhiệm vụ, mục đích của giáo hội. Ba cái giới từ ấy là với, là trong và là cho. Thế nào là giáo hội hiện hữu với thế giới? Giáo hội không phải là một lâu đài cổ kính, đẹp đẽ, sang trọng nhưng mà khép kín. Nhưng mà giáo hội sống với con người của ngày hôm nay. Giáo hội hòa nhập vào mọi nền văn hóa. Khi tin mừng của Đức Giêsu đi đến châu lục nào, quốc gia nào, thì tin mừng ấy thấm đượm vào cuộc sống xã hội và làm thăng hoa những cái truyền thống tốt đẹp ấy. Bởi vì chính trong những truyền thống tốt đẹp ấy có tiềm ẩn sâu xa ngôi lời của Thiên Chúa, và giáo hội đến để làm cho lời Thiên Chúa đang tiềm ẩn trong nền văn hóa ấy được nảy sinh thành cây và sinh hoa kết trái. Chính vì thế mà một giáo hội sống với, hiện hữu với thế giới là như vậy. Giáo hội hiện hữu trong thế giới là con người có bổn phận trần thế và có bổn phận đối với Thiên Chúa. Dẫu mặc dù người Công giáo tin rằng quê hương vĩnh cửu của mình là nước trời, nhưng mà không được phép quên thế gian này, nhưng phải dấn thân phục vụ xây dựng thế gian này, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, làm cho thế gian này trở thành phác thảo của đời sau. Phác thảo tức là hình ảnh, tức là một cái mô hình đang dần dần từng bước để rồi hoàn thiện. Một giáo hội sống trong lòng thế giới và một giáo hội cho thế giới. Thế nào là cho thế giới? Giáo hội làm được điều gì cho xã hội hôm nay? Giáo hội mang những gì lại cho con người khi mà một thế giới càng ngày người ta càng tưởng rằng một thế giới sẽ thống trị bằng khoa học kỹ thuật có thể trả lời được tất cả những câu hỏi. Xem ra người ta không cần đến giáo hội nữa, bởi vì kinh tế phát triển, văn hóa phát triển, kỹ thuật phát triển và thời đại 4.0, con người không cần đến Thượng Đế vì họ có thể trả lời được tất cả những vấn nạn cuộc đời. Tuy vậy, giáo hội khẳng định rằng mặc dù một xã hội tiến triển đến đâu đi nữa thì vẫn cần có vai trò của giáo hội, bởi vì một xã hội không Thiên Chúa thì xã hội ấy sẽ tự hủy diệt chính mình. Một giáo hội loại trừ Thiên Chúa thì xã hội ấy sẽ trở thành bãi chiến trường. Một xã hội không có Thiên Chúa thì không còn tình yêu mà chỉ còn là thù hận, bạo lực, ghen ghét, chia rẽ, chém giết, chiến tranh và suy đồi luân thường đạo lý.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những nét muốn nói lên một giáo hội hiện hữu trong thế giới, với thế giới, với thế giới và cho thế giới là như vậy. Công đồng Vatican thứ hai đã khẳng định điều đó rất là rõ ràng và sâu sắc chi tiết trong hai hiến chế quan trọng, đó là hiến chế tín lý về giáo hội, để khẳng định giáo hội ngày hôm nay, mặc dù trong một thời đại hiện đại, nhưng mà giáo hội vẫn là ánh sáng muôn dân. Và hiến chế quan trọng nữa, đó là hiến chế mục vụ về giáo hội. Giáo hội ngày hôm nay không phải những lâu đài khép kín, không phải dừng dưng với con người của thời đại, nhưng mà bước đi cùng với thời đại, hiệp hành cùng với thời đại. Cho nên niềm vui, vui mừng, hy vọng, ưu sầu, lo lắng của con người mọi thời đại cũng là vui mừng, hy vọng, ưu sầu, lo lắng của giáo hội Chúa Kitô. Đó là điều khẳng định và là điều mở đầu hiến chế mục vụ về giáo hội của công đồng Vatican thứ hai. Tôi chia sẻ những thông tin như thế để quý ông bà và anh chị em Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta cũng như tất cả mọi người cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha, với giáo hội Hoàn Vũ để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với ba bước của lộ trình này. Đồng thời mời gọi chúng ta hãy hiểu tính hiệp hành của giáo hội. Tính hiệp hành tiếng Pháp là synodalité, tiếng Anh là synodality. Hai chữ nó có chữ giống nhau, nghĩa của nó là một. Và đồng thời như tôi vừa giải thích, hiệp hành, hiệp là nối kết và hành là đi cùng nhau. Chúng ta hãy trở về với lời Chúa hôm nay, phần nào cũng giống như cũng phác họa soi sáng cho chúng ta tính hiệp hành trong giáo hội. Trong suốt thời gian Thượng Hội đồng 3 năm kể từ ngày hôm nay cho đến tháng 10 năm 2023, giáo hội đặt ra câu hỏi giống như chàng thanh niên vừa đến với Chúa Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Giáo hội thưa với Chúa: "Lạy Chúa, chúng con phải làm gì để trung thành với sứ mạng Chúa trao phó? Chúng con phải làm gì để diễn tả trung thực hình ảnh của Chúa giữa thế gian? Chúng con làm gì để thực hiện sứ mạng người tôi tớ, để rồi chia sẻ vui mừng, hy vọng, ưu sầu, lo lắng với con người của ngày hôm nay bị tổn thương rất nhiều? Không những là tổn thương vì đại dịch Covid, mà còn tổn thương vì chia rẽ, vì sự chênh lệch kinh tế giữa các nước Bắc bán cầu với các nước Nam bán cầu, giữa các châu lục phát triển với những châu lục còn lạc hậu, quê mùa và hoang sơ." Giáo hội cầu nguyện với Chúa Giêsu: "Chúng con phải làm gì để mà lên đường tiếp nối sứ mạng, thực hiện lời Chúa dạy Đấng Phục Sinh: anh em hãy đi tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Giáo hội tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục để tiếp tục đặt ra câu hỏi ấy và cùng nhau tìm ra câu trả lời. Giáo hội cũng như cá nhân mỗi người, cũng như một tổ chức xã hội, kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống không có ai là đơn lẻ. Bởi vì hãy đi cùng nhau hiệp hành, đi cùng nhau để gặp Chúa Kitô, đi cùng nhau để thể hiện trách nhiệm đối với môi trường, đối với trái đất, đối với thiên nhiên, đối với vũ trụ, đối với gia đình, đối với xã hội và đối với những người xung quanh mình. Đó là giá trị của tính hiệp hành. Trước đây chúng ta hay nghe người tín hữu là người đi theo Chúa. Người giáo dân, người tín hữu là người đi theo Chúa. Câu nói đó không sai, nhưng mà một số nhà chuyên viên về giáo lý, nhà tu đức hôm nay lại đề nghị tin vào Chúa là đi cùng với Chúa, đi cùng với Chúa, đi cùng với Chúa Giêsu. Bởi vì đi theo Chúa đó, có cái cảm giác là một người lớn dẫn dắt một đứa trẻ con, một người mắt sáng dẫn dắt một người mù lòa, một người khôn ngoan dẫn dắt một người lạc hậu, một người quen thuộc dẫn dắt một người xa lạ. Không phải như thế. Tin vào Chúa, sống cuộc đời của người tín hữu là bước đi để rồi đạt tới đỉnh cao của sự trọn lành. Và khi bước đi như thế, có Chúa Giêsu đi cùng.
tin vào Chúa là đi cùng với người, tin vào Chúa là xác tín rằng Chúa luôn luôn phù trợ và đồng hành với chúng ta. Tin vào Chúa dẫn đến sự từ bỏ, tin vào Chúa dẫn đến sự hy sinh để chọn Chúa làm gia nghiệp. Vì tin rằng điều kết thúc bài phúc âm, câu kết thúc bài phúc âm hôm nay, đối với Thiên Chúa không có gì mà không làm được. Câu này chúng ta nghe chính từ miệng sứ thần Gabriel khi truyền tin với Đức Maria. Đức mẹ lo lắng bối rối không biết việc ấy xảy đến thế nào. Sứ thần nói rằng đối với Chúa thì không có gì mà không làm được. Vì thế mà các môn đệ băn khoăn lo lắng nói với hỏi Chúa rằng thì như thế thì có ai được cứu độ? Chúa bảo là đối với con người thì không thể, nhưng mà đối với Chúa mọi sự có thể được. Chúng ta cũng thế, chúng ta là tín hữu, là những người tin vào Thiên Chúa quyền năng, tin vào Đức Giêsu Kitô. Cuộc đời này dù có tối tăm thế nào đi nữa, chúng ta tin vào Chúa, bởi vì Chúa là đấng có thể trong tất cả những gì xem ra là không có thể đối với con người. Amen. Lời Chúa chúng ta vừa nghe trong Chủ nhật hôm nay đã đặt chúng ta trước một vấn đề nó cũng rất là thực tế. Đó là vấn đề cuộc sống vật chất hiện tại và vấn đề trở nên tốt lành, trở nên đẹp lòng Chúa và được Chúa đón nhận trong nước trời. Cuộc sống nó vẫn trải qua và con người chúng ta lại có cả hồn, cả xác. Và điều mà tất cả chúng ta đều cảm nhận một cách rõ rệt đó là nếu chú tâm vào của cải vật chất thì một cách nào đó cũng sẽ mất đi, bớt đi phần linh hồn. Và nếu như mà cứ sống đạo cho đàng hoàng, cho tốt đẹp, thì điều chúng ta sợ đó lại là không biết rồi làm ăn như thế nào, rồi làm sao mà giàu có, làm sao mà có tiền, có bạc. Đấy. Đó là những trăn trở của cuộc sống thực tế. Và hôm nay Chúa Giêsu qua trang tin mừng này, Chúa cũng muốn nói với chúng ta đôi điều về âu lo của chúng ta đó và cái thực tế của cuộc sống của chúng ta đó. Cái thực tế như chúng ta thấy trong bài tin mừng, một người thanh niên rất đàng hoàng, đạo đức là khác, rồi anh ta đang muốn trở nên trọn lành. Anh tới anh hỏi Chúa, thế thì giờ con phải làm gì để con được trở nên tốt lành, hơi thêm hơn. Thế thì khi mà Chúa bảo anh ta, hỏi anh ta về cách sống thì mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng khi Chúa bảo anh ta một chuyện, chuyện mà anh còn thiếu, đó là về bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó, lúc đó sẽ có được một kho tàng ở trên trời, rồi đến theo Chúa. Theo Chúa lại là một người nhà cửa không có, con cáo có hang, con trùng có tổ, còn con người không có chỗ gối đầu. Đấy. Khi đặt vấn đề như vậy và khi nghe nói như vậy thì anh ta, một người thanh niên giàu có, sụ mặt xuống rồi bỏ đi. Anh ta không làm được. Đấy, biết đâu đây cũng là cái tâm trạng và có khi là cái hoàn cảnh của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta cũng muốn khi đôi khi nghe lời Chúa hay là có được một cảm nhận nào đó trong cuộc sống, chúng ta muốn tốt hơn.
Thì khi chúng ta lưu tâm hơn, rồi nghe lời Chúa kỹ hơn, rồi muốn sống theo những điều Chúa dạy tốt hơn, thì có khi cũng có trường hợp xảy ra. Đó là khi chúng ta mà nếu mà theo lời Chúa như vậy thì làm sao mà làm ăn được, rồi cứ sống đạo đức như vậy thì giờ đâu mà đi làm. Nó rồi nếu mà cứ nghe theo những lời Chúa dạy vậy, thế gian này là đầy mưu mô, rồi bao nhiêu là cạnh tranh, bao nhiêu là gian dối, bao nhiêu là phức tạp, mà mình mà cứ đàng hoàng như Chúa dạy thì chắc chết đấy. Rồi thì chúng ta cũng không có tiếp tục để đón nhận những lời Chúa dạy để nên tốt hơn. Điều đó có thể xảy ra. Và từ cái thực tế đó, Chúa Giêsu Ngài mới dạy cho chúng ta đấy, dạy cho chúng ta biết là phải chấp nhận, phải chấp nhận một sự thay đổi, phải chấp nhận điều mà chúng ta có thể nói là một sự chọn lựa. Bởi vì nếu chỉ chọn một cái, tức là chọn vật chất, chọn của cải, chọn tiền tài, chọn giàu sang, thì Chúa nói đương nhiên là rỗi linh hồn hay là ơn phúc phần thiêng liêng thế nào cũng bị thiệt thòi. Chúa muốn dạy cho chúng ta làm sao để mà chúng ta biết chọn và định hướng cho cuộc sống của mình nó có được một điều gì đó hướng lên, chứ không thì là chúng ta lại chỉ hướng xuống, hay nhiều lắm là hướng ngang theo cái kiểu là ngang trong đời sống vật chất, rồi xuống có khi là trong sự gian xảo, trong sự lừa đảo, trong những điều đánh mất cả lương tâm trong khi đi tìm của cải. Nhưng Chúa muốn chúng ta nhìn lên, Chúa muốn chúng ta hướng lên. Đó chính là điều mà Chúa cũng biết là chúng ta rất khó. Các tông đồ cũng thấy vậy, nói thầy nói như thế thì ai mà vào nước trời được. Thì Chúa nói điều con người không thể được thì đối với Thiên Chúa vẫn có thể được. Và chúng ta thấy có một mẫu gương được nêu lên ngay liền trong bài tin mừng này, đó là vẫn có như những người như các tông đồ này, chúng con bỏ mọi sự mà đi theo thầy, bỏ hết tất cả. Thế thì chúng ta thấy lời Chúa hôm nay cứ từng bước từ trong thực tế rồi dẫn chúng ta đến một sự chọn lựa khôn ngoan và cho chúng ta một cách thức để chúng ta vượt lên. Thì chúng ta thấy một cách thức đó là sự khôn ngoan mà bài đọc một lúc nãy đã nói tới. Có được sự khôn ngoan thì con người không chỉ nhìn vàng bạc kim cương, trong bài đọc nói rõ những cái vật chất đó, của cải đó thật ra không thể so sánh được với những gì mà sự khôn ngoan chọn lựa để đưa chúng ta đến với ơn phúc của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta cũng cần biết để tâm suy nghĩ. Đó cũng là một cách để Chúa giúp cho chúng ta khi phải phân định, khi phải chọn lựa giữa của cải, nếu như nó là bất chính với lề luật mà Chúa dạy, chúng ta phải biết chọn lựa. Rồi nếu như cậy dựa vào tiền bạc, bám sát vào của cải đến độ mất cả lương tâm,
không còn biết bác ái giúp đỡ cho người nghèo, không còn làm việc lành phúc đức gì nữa, chỉ biết thu vào chứ không bao giờ biết chia sẻ. Thì cũng chính lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta, Chúa sẽ ban sức mạnh để chúng ta có thể vượt lên cái con người nhiều khi cũng ích kỷ, nhiều lúc cũng rất là lo thu quán cho mình. Đấy, ơn Chúa vẫn cần thiết. Rồi một điều mà Chúa cũng nói với chúng ta để chỉ cho chúng ta cái cách để có thể chọn lựa được và có thể định hướng được cuộc sống của mình, thì điều này nó mang ở một góc cạnh khác. Bài đọc 2 nhắc cho chúng ta, chúng ta nhớ rồi sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Nếu như sự khôn ngoan đó là điều chúng ta cầu xin để mình quyết định, thì ít ra cuộc phán xét, cuộc trả lẽ trước mặt Chúa cũng sẽ là một lý do để giúp cho chúng ta đấy, khi cần phải chọn lựa, nhất là về phía trần thế, phía của cải, phía vật chất. Chúng ta muốn kiếm tiền, nhưng nếu lỗi luật Chúa, chúng ta coi chừng, biết là còn có cuộc phán xét. Chúng ta sử dụng của cải chỉ lo cho mình mà không thực hiện công bình bác ái, chúng ta cũng coi chừng, bởi vì rồi cũng có phán xét. Khi ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta không có áo mặc các ngươi cứ để y vậy. Đấy, chúng ta có hai cách thức mà Chúa dạy hôm nay để chúng ta một cách nào đó giữa những khó khăn, giữa những phức tạp của cuộc sống, vừa phải lo phần xác, vừa không muốn mất linh hồn, vừa phải thấy, vừa cảm thấy được hạnh phúc và sung sướng khi giàu có, cứ việc giàu, cứ việc có tiền, cứ việc kiếm được nhiều của cải, nhưng miễn là đừng để cho chúng ta vì những của cải đó mà phải trả lẽ ngày sau trước mặt Chúa. Chúng ta xin Chúa ban ơn khôn ngoan, xin Chúa ban ơn sức mạnh, và xin Chúa giúp cho chúng ta biết lưu tâm, biết cố gắng để làm cho cuộc sống chúng ta nên tốt đẹp hơn. Chúng ta tuyên xưng đức tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa cùng với nhau lắng nghe trang tin mừng theo Thánh Marco thuật lại cho chúng ta về câu chuyện của người thanh niên đến gặp Chúa Giêsu để được Chúa Giêsu hướng dẫn làm cách nào để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chắc có lẽ khi nghe câu chuyện này và trong lúc này, ở trong đầu quý ông bà anh chị em đặt ra nhiều câu hỏi lắm. Có thể rằng chúng ta bảo cái anh thanh niên này, anh ta dở thiệt. Tiền bạc nó có là gì đâu, nó chỉ là phương tiện, nay còn mai mất. Thì đi theo Chúa Giêsu đi rồi đoạn, rồi có cái gì thì chắc chắn Chúa lại ban cho. Hay là câu hỏi chúng ta lại đặt lên rằng, nếu mà Chúa Giêsu cứ từ từ nói với anh ta, thâu nhận anh ta vào làm đệ tử, làm môn đệ của mình đi, rồi từ từ khuyên bảo anh ta, rồi anh ta sẽ tự bỏ của cải mình, bán đi để cho người nghèo. Hay là một câu hỏi khác chúng ta có thể đặt lên rằng, ôi chuyện người thanh niên này, anh giàu có, chuyện của những nhà giàu, mình nghèo, không thuộc dạng đại gia, có nhiều của như thế, tin mừng hôm nay chẳng động chạm gì tới chúng ta cả.
Rồi chúng ta cũng phân tích, đưa ra nhiều lý do, lý lẽ để chúng ta cho thấy được rằng tiền bạc, ô nó đâu có phải là cái cứu cánh đâu mà anh này không có biết từ bỏ để đi theo. Và đó là suy nghĩ của con người chúng ta. Đó là cái suy nghĩ giới hạn của mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết điều đấy. Nhưng mà suy nghĩ của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác với suy nghĩ của con người chúng ta. Tư tưởng của Chúa Giê-xu không phải là tư tưởng của loài người chúng ta. Chúa Giê-xu không nghĩ giống như chúng ta. Và ngay trong lúc này, chúng ta trở lại với bài đọc thứ hai, trích thư Do Thái, cho chúng ta thấy lời của Thiên Chúa là lời hằng sống, hữu hiệu, sắc bén, gọi như bọn gươm đao, hai lưỡi. Lời đó có thể phân tách giữa tâm với linh, có thể phân tách giữa cốt với tủy con người ta. Lời đó thấu suốt ở nơi chính con người ta, và tất cả mọi con người đều phơi bày tư tưởng của con người, đều được phơi bày ra trước lời của Thiên Chúa và phải trả lẽ với điều ấy. Thư Do Thái cho chúng ta thấy rõ chính tư tưởng của Thiên Chúa trong bài Tin Mừng theo Thánh Marco hôm nay. Chúa Giê-xu chỉ cho anh thanh niên thấy rõ một sự chọn lựa dứt khoát. Bởi lẽ khi anh bước đến để tìm Chúa Giê-xu, anh là một người giàu có, anh là một người đạo đức, một người tốt lành. Nhưng cuộc sống của anh đầy đủ tiện nghi, sang trọng, và cộng với cái tốt lành, đạo đức hiếm có của anh. Thế nhưng trong cuộc sống của anh vẫn chưa cảm thấy mình hạnh phúc. Anh vẫn không có được cái sự an vui. Mặc dù bên cạnh anh muốn gì được đó. Cuộc sống của anh bao người mơ ước, nhưng trong anh vẫn còn thiếu một cái điều gì đó mà khiến anh phải khắc khoải đi tìm. Trong anh vẫn còn thiếu một cái điều mà anh cảm thấy rằng anh vẫn chưa hài lòng. Và cái điều thiếu đó như bao nhiêu người Do Thái khác, và cũng như khát khao của mỗi người chúng ta. Và chính sự thiếu thốn đó, anh đã cất bước lên đi tìm Chúa Giê-xu. Anh ta hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và khi Chúa Giê-xu nhắc anh về những điều răn, anh nói, thưa con đã tuân giữ điều đó từ ngay thuở nhỏ. Và Tin Mừng Thánh Marco diễn tả cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu nhìn thấu tâm can của anh. Chúa Giê-xu nhìn rõ cái thiếu của anh, cho nên Ngài âu yếm và nhìn anh thanh niên, con chỉ thiếu có một điều mà thôi. Hãy về bán tất cả những của cải con có mà cho người nghèo khó, rồi con sẽ được một kho tàng ở trên trời, và đến đây theo ta. Chúa Giê-xu đã chỉ đúng chỗ mà anh thanh niên bao lâu nay anh cậy dựa vào. Chúa Giê-xu đã chỉ đúng chỗ cái sự mà anh thanh niên nay bao nhiêu lâu nay anh bị trì kéo, anh không cất ra khỏi được để anh có thể tìm được sự sống đời đời. Đó chính là của cải của anh. Khi đụng đến điều ấy, anh liền xa sầm nét mặt xuống và bỏ đi, không bước theo Chúa nữa. Mặc dù trong con người của anh, cuộc sống của anh là một người đạo đức, là một người chỉnh chu tất cả mọi thứ, anh có đủ thứ, nhưng anh sống tất cả những điều đó chỉ cho riêng bản thân của mình, lo cho chính bản thân của mình, tích góp tất cả những của cải vật chất để lo cho chính sự sống của mình ở nơi cái đời tạm này. Anh quên mất một điều, còn những người khác nữa. Tất cả những điều răn anh tuân giữ chỉ để cho anh nên trọn lành trước mặt Chúa, nhưng vẫn còn thiếu. Thiếu điều mà Thiên Chúa mời gọi, đó chính là sự trao ban.
thiếu chính điều mà Thiên Chúa mời gọi anh hãy quảng đại với anh chị em của mình. Quả thật người ta ở trong Thiên Chúa, người ta lên tới tột đỉnh của sự trọn lành, sống tất cả điều răn mà Thiên Chúa mời gọi, con người ta bước đảo cuối cùng. Điều răn trọn hảo nhất đó chính là kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em mình. Điều mà anh thanh niên ngày hôm nay anh còn thiếu mà Chúa Giêsu mời gọi anh, đó chính là năng lực của sự chào bàn, đó chính là năng lực của sự cho đi mà bao lâu nay anh cất giữ trong người, bao lâu nay anh tích cóp, anh chỉ biết lấy vào cho chính bản thân anh. Và nên hôm nay khi đụng tới điều mà anh phải buông bỏ, điều mà anh phải trao ban cho người khác, thì anh buồn rầu và bỏ đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng không thể chê trách người thanh niên giàu có ngày hôm nay. Giả như nó rơi vào hoàn cảnh của chúng ta, nói thật chúng ta cũng khó mà chọn lựa lắm. Chúng ta cũng khó mà với một ý chí của chúng ta, khó có thể chọn lựa để có thể thanh thản bước theo Chúa. Chúng ta được mời gọi ngày hôm nay, hãy từ bỏ những gì bám víu ở nơi chính cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể nhẹ nhàng cất bước đi theo Chúa. Chúng ta được mời gọi ngày hôm nay hãy trau dồi cho chính mình cái khả năng của sự cho đi. Mời gọi ngày hôm nay chúng ta nhìn đến chính cuộc sống của chúng ta, ân ban của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tất cả những gia sản của chúng ta không phải chỉ có của cải vật chất, nhưng bên cạnh đó nó còn là gia tài của trí tuệ, nó còn là gia tài của tất cả những khả năng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi tin rằng không thể nào mà không có ai, mà không có gì để chúng ta trao ban hay chúng ta cho người khác cả. Nếu gia tài của chúng ta là một trí tuệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta được mời gọi hãy chia sẻ, hãy trao ban cho người khác những kiến thức, những trí tuệ mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào, và Ngài cũng mời gọi chúng ta trao hiến cho anh chị em của mình. Nếu gia sản của chúng ta là chính sức khỏe của chúng ta, là chính những nét mặt vui tươi của chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi trao cho anh chị em của mình những nụ cười, những gì có thể đỡ đần cho nhau, những gì có thể chúng ta làm vơi đi những gánh nặng, làm vơi đi những khổ nhọc của nhau. Nếu là những của cải vật chất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hàng ngày dùng đủ, chúng ta được mời gọi hãy quảng đại, hãy chia sẻ cho anh chị em của mình. Đó là cách chúng ta tạo dựng nước trời, tạo dựng kho tàng ở trên trời mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cách thiết thực qua câu chuyện của người thanh niên. Trong dịp đại dịch vừa qua, có rất nhiều những mất mát, những đau khổ, những khó khăn mà chúng ta có thể liệt kê được. Và bên cạnh đó, chúng ta vẫn có những cái điều chúng ta học được ở nơi đại dịch này. Người ta có thể liệt kê ra được biết bao nhiêu những bài học mà người ta có thể rút ra được trong cái cơn đại dịch này. Nhưng trên hết, tôi nhìn thấy ở trong bài học đó, đó là sự quảng đại của tất cả mọi người. Sự cho đi của mọi người một cách không tính toán. Khi tất cả mọi người đều chung tay, tất cả mọi người đều sẵn sàng để cùng với nhau nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn, cùng chia sẻ với nhau mớ rau, cùng chia sẻ với nhau con cá, và đấy làm vui. Ai có cái gì trong nhà mình đều mở ra để chia sẻ cho nhau. Và ai có cái dịp nào thì mình có cơ hội thuận tiện để mình giúp đỡ nhau trong đại dịch này, nét đẹp nhất là người ta cho nhau tất cả những gì mình có, cho nhau lời hỏi han, cho nhau sự nâng đỡ, cho nhau sự chăm sóc và cho nhau từng chén cơm, từng bát gạo.
cho nhau từng đồng tiền nho nhỏ. Và có những người tích cóp được tiền rồi người ta cũng trao đi cho nhau. Đó là bài học có lẽ lớn nhất mà chúng ta thấy có nhiều khi cả cuộc đời của chúng ta chẳng có dịp nào chúng ta mở ra để chúng ta cho người khác như trong lúc này, trong thời gian vừa qua. Hãy cố tạo cho mình một cái năng lực, mà năng lực đó là năng lực cho ban, năng lực cho điểm. Cứ cho đi anh chị em mình đi, cứ cho ban anh chị em mình đi. Mình có cái gì, mình cho anh chị em mình cái đó. Và khi ta trao dồi cái năng lực cho đi, thì tất cả những nhân đức tích cực nó sẽ nảy sinh trong cuộc đời của chúng ta. Đó chính là sự quảng đại, đó chính là sự bao dung, đó chính là lòng nhân ái, đó chính là tình yêu thương, đó chính là sự tha thứ, sự nhân từ của chúng ta. Nó nảy sinh theo cái năng lực cho đi của chúng ta. Còn khi ai đó chỉ lo trao dồi cho mình cái năng lực lấy vào trong chính cuộc đời của mình, thì lẽ dĩ nhiên tất cả những tính xấu nó nảy sinh tiếp theo. Đó chính là sự hà tiền, ích kỷ, sự ganh tị, sự đố kỵ và sự vơ vét, sự lấy vào. Thì hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho anh thanh niên con đường mà anh đi và điều mà anh thiếu, và Chúa Giêsu cũng chỉ cho mỗi người chúng ta. Đó chính là hãy biết yêu thương anh chị em của mình, hãy biết quảng đại, hãy biết cho đi như chính Chúa. Quả thực Thánh Gioan Tông Đồ nhắc bảo chúng ta rằng chẳng có ai nói rằng mình yêu mến Chúa mà lại không thể yêu thương anh em của mình. Nếu nói rằng mình yêu mến Chúa mà không yêu thương anh em của mình thì đó là kẻ nói dối. Bởi lẽ chính anh chị em của mình là những người mà hình ảnh của Thiên Chúa, mà là những người ta thấy đó, mà ta không thể trao ban, không thể yêu thương được, thì đối với Thiên Chúa đấng ta không hề thấy, thì làm sao ta có thể. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta sắc bén tự gươm hai lưỡi. Nó đi vào trong tận tâm can của mỗi người chúng ta, mời gọi chúng ta nhìn lại chính cuộc sống của mình, mời gọi chúng ta làm sao chúng ta sống trong chính cuộc đời này. Chúng ta bước theo Chúa, theo lời dạy của Chúa, và thực thi những gì Chúa mời dạy chúng ta, để mỗi một ngày chúng ta tích góp chính kho tàng ở trên trời. Đó là sự sống đời đời. Ở nơi đó bối mọt không ăn được, ở nơi đó không hề mất được. Và đó là niềm vui của mỗi người chúng ta, đó là niềm tin của chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta. Biết ném mình vào trong lòng thương xót của Chúa, để xin với Chúa hướng dẫn, chỉ bảo, và để chúng ta thực thi mỗi ngày những điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Xin Chúa luôn ở mãi với tất cả quý ông bà và anh chị em, và chúc phúc lành cho anh chị em. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay con muốn cùng cộng đoàn chiêm ngắm vẻ mặt đượm buồn của Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay không miêu tả nét mặt của Chúa Giêsu như thế nào, nhưng tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được tâm trạng của Ngài. Ngài rất buồn. Buồn vì con người tròn của cải tiền bạc mà bỏ quên Thiên Chúa. Hình ảnh người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay phải chăng là hình ảnh của mỗi người chúng ta hôm nay? Cũng như chàng thanh niên, bình thường chúng ta giữ đạo rất dễ dàng, sáng đi lễ, chiều đọc kinh, không làm điều gì gian ác, không bất công tham lam của người khác. Nhưng khi phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và những thực tài trần thế, nhiều khi chúng ta đã nao núng, và rất nhiều người đã vì những giá trị trần gian chọn những giá trị đó
mà loài Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Có những người khi còn nghèo giữ đạo rất tốt, rất đạo đức, nhưng khi có tiền của, với những cám dỗ của thế lực ma quỷ, họ đã chọn những giá trị trần gian mà loài Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Có những người khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn đạo đức, nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì vì những ham mưu vui trần thế mà bỏ thánh lễ, bỏ đọc kinh, bỏ đạo. Nhất là có những người vốn là con nhà đạo gốc đạo dòng, nhưng khi gặp cám dỗ về chức quyền thì một chút danh vọng họ đã bỏ Chúa để chạy theo những danh vọng đó. Kính thưa cộng đoàn tham dự phòng vụ, ngạn ngữ có câu: tiền là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ tội. Biết sử dụng tiền bạc thì tiền bạc trở thành phương tiện giúp cho mình và giúp cho người. Ngược lại, tiền bạc sẽ trở thành ông chủ khó tính, làm thay đổi luân thường đạo lý, thay đổi các bậc thang giá trị trong xã hội. Bởi thế, tác giả Quốc Nghệ đã diễn tả phần nào những mặt trái của đồng tiền qua những lời thơ sau đây. Độc ác chi mi lắm rửa tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên, mi đạp luân thường vô một xó, mi xua nhân nghĩa dẹp một bên, mi lùa thế giới đâm nhau mãi, ác nghiệt chi mi lắm rửa tiền. Chính mặt trái của đồng tiền đã làm cho người thanh niên chỉ biết tích trữ hơn là biết chia sẻ. Hay nói đúng hơn, anh ta thực sự có nhiều tiền nhưng là một người nghèo đúng nghĩa. Nghèo sự chia sẻ, nghèo sự cảm thông, nghèo tinh thần trách nhiệm đối với những người xung quanh, đặc biệt những người bất hạnh, những người nghèo khổ, bệnh tật. Đây là lý do mà Chúa Giêsu cảm thấy rất buồn. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta: phải chăng tôi đang cưu mang một hình ảnh người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, một hình ảnh của một con người chỉ biết thu góp nhưng không biết chia sẻ với người khác? Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống tinh thần mà tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả là biết quý trọng đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan ở đây chính là Thiên Chúa. Quý trọng đức khôn ngoan hơn tiền bạc, hơn ngọc ngà châu báu, hơn sức khỏe và sắc đẹp. Đồng thời biết chia sẻ với anh chị em, nhất là những người nghèo khổ quanh chúng ta. Lạy Chúa, lắm khi vì tiền mà con phạm tội làm mất lòng Chúa. Lắm khi cũng vì tiền mà con làm hại anh chị em con. Lắm khi vì mãi lo kiếm tiền mà con quên tìm kiếm nước Thiên Chúa. Xin cho con biết sử dụng tiền của như là phương tiện để giúp mình và giúp anh chị em con. Khi con làm như thế, chắc chắn Chúa sẽ đồng hành, nâng đỡ và chúc lành cho con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Đừng để tiền thắng tình.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chàng thanh niên trong tin mừng hôm nay chúng ta phải thừa nhận, xét về lĩnh vực tự nhiên, chàng là con người rất giá trị. Chàng sống nhân bản tôn giáo Do Thái giáo. Chàng chu toàn lề luật mà Chúa đã truyền cho Mô-xê. Chàng giữ lề luật từ thuở nhỏ. Chàng thấy như vậy chưa đủ, chưa an tâm. Chàng thấy khát vọng, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Qua cuộc đối thoại với chàng, Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Thưa cộng đoàn, thời đại chúng ta tìm được những người trẻ giàu có và sống nhân bản Kitô giáo đâu phải là quá dễ. Về phương diện tiền bạc, ai chúng ta cũng phải công nhận tiền bạc rất cần cho đời sống con người. Tiền bạc đem lại cho con người nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Có lúc người ta bảo tiền bạc là cái chìa khóa hạnh phúc. Chúa không kết án tiền bạc, và Chúa cũng không kết án người giàu có, vì nó cần thiết để sống xứng đáng với cuộc sống làm người. Nếu sống mà quá nghèo khổ thiếu thốn, con người phải đối mặt với vô vàn khó khăn và cả tội lỗi. Như ông cha chúng ta đã phát biểu tiếng lòng, vạn tội bất như tội bần. Không có tiền bạc thì đói khổ, ăn không đủ no, mặc không được ấm, ốm đau không có điều kiện chữa bệnh. Con cái sẽ thất học, nơi ăn trốn ở khổ sở. Và đối với mọi người, bần tiện thân thích ly, thậm chí đời sống đạo cũng gặp khó khăn, có thực với vực được đạo. Tuy nhiên tiền bạc của cải vẫn luôn là con dao hai lưỡi, được sử dụng như một phương tiện thì tiền bạc sẽ giúp con người sống đúng với phẩm giá của mình hơn. Trái lại, con người chạy theo tiền bạc của cải như là mục đích của cuộc đời mình mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống, như giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, thì nó sẽ làm cho con người tha hóa và sẽ bị phá sản về mặt vật chất cũng như tinh thần. Quá ham mê và gắn bó với tiền bạc khó vào nước trời, vì những người này không có khái niệm về những nghèo khổ. Những người nghèo họ đang phải đối mặt với những cơn đói, họ đang phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo mà không có điều kiện để chữa trị. Họ đang phải khổ sở mỗi khi mưa to gió cả như thế này, mà ngôi nhà họ ở không có đủ che chắn gió mưa. Họ đang phải rét mướt trong những trận rét đậm rét hại mà không đủ áo ấm, không đủ chăn đắp để được hưởng một giấc ngủ yên lành. Con cái họ đã đang trở thành những đứa trẻ thất học, lang thang, cơ nhỡ, hư hỏng, và vì không được đến trường. Chúa Giê-xu nói với chàng thanh niên giàu, để anh đến xin Chúa chỉ cho biết, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chúa Giê-xu thấy anh đã chu toàn lề luật Mô-xê truyền, nên người bảo anh ta,
anh chỉ còn thiếu có một điều thôi. Anh ấy bán đi tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Thưa cộng đoàn phụng vụ, nghe đến đây, không khỏi mỗi chúng ta đều thắc mắc. Tại sao theo đạo, theo Chúa, muốn hành hưởng hạnh phúc nước trời, lại phải bán hết tài sản giúp cho người nghèo? Đây là điều Chúa đòi hỏi rất khó đối với tính tự nhiên của con người, vì đồng tiền liền khúc ruột. Trong cuộc sống xã hội, quả thật chúng ta thấy nhiều khi tiền thắng tình. Chúng ta từng nghe có những cặp vợ chồng đang sống rất hạnh phúc, nhưng khi xuất hiện một người thứ ba lại là người giàu, không cẩn thận sẽ mất vợ hoặc là mất chồng, và hạnh phúc gia đình tan vỡ. Cứ quan sát xã hội, có khi ngay cả trong đạo chúng ta cũng có đấy. Có những trường hợp đau thương vì tiền bạc của cải được đặt trên lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Nhiều trường hợp vì tiền bạc của cải đã gây nên cảnh huynh đệ tương tàn, nổi da nấu thịt trong các gia đình. Đáng sợ hơn nữa, có những người dám phát biểu: bỏ Chúa thì tôi bỏ được, còn mà bỏ đất cát, bỏ tiền bạc thì làm sao bỏ được. Anh nhà giàu hôm nay bỏ cuộc sống đời đời thì còn được, bỏ người nghèo không giúp thì còn được, bỏ không còn theo Chúa nữa thì còn được, làm sao bỏ được cái tài sản kích xù? Sao tôi có thể bỏ được tài sản kích xù của tôi? Như vậy, đúng là đồng tiền nó đã thắng tình yêu. Đồng tiền nhiều khi thắng tình yêu của người đối với người vợ. Đồng tiền có khi thắng tình yêu đối với người chồng. Đồng tiền có khi thắng tình yêu đối với ông bà cha mẹ. Đồng tiền có khi thắng tình yêu đối với anh em chị em ruột thịt. Và có khi đồng tiền cũng thắng cả tình yêu Thiên Chúa nữa. Xin Chúa giúp cho chúng con có đủ nghị lực để tình thắng tiền, chứ không phải là tiền thắng tình. Amen. Tôi kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ môn đệ rằng: các con ơi, người giàu có thật khó mà vào nước Thiên Chúa, thì Thánh sử Marco thuật lại và nói với độc giả rằng khi nghe Chúa Giêsu nói như thế thì các tông đồ vô cùng sửng sốt. Chưa dừng lại, Chúa Giêsu còn bồi thêm cho một nhát nữa: các con ơi, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã nghe nhiều lần đoạn tin mừng này, và dường như chúng ta vẫn cảm thấy bối rối. Không biết là có thật không nhỉ? Không biết là có thật không? Người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Con lạc đà mà chui qua lỗ kim dễ hơn thì
làm gì có chuyện người giàu có vào nước Thiên Chúa. Rồi trong tin mừng của Chúa Giêsu, điểm cốt lõi của tin mừng của Chúa Giêsu là tám mối phúc thật, mà cái mối đầu tiên được coi là số một quan trọng nhất: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Ông cha chúng ta, ông bà chúng ta nói rằng con người khi sinh ra với hai bàn tay trắng và lúc nhắm mắt xuôi tay cũng với hai bàn tay trắng. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng bà ngoại tôi thường nói cái tấm khăn liệm nó không có túi. Lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người nghèo vào nước thiên, người giàu vào nước Thiên Chúa. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, sinh ra bàn tay trắng, lúc trở về với bụi đất cũng hai bàn tay trắng và chiếc khăn liệm không có túi, chiếc áo khăn liệm không có túi. Tất cả những cái điều ấy giúp cho chúng tôi suy tư để nhận ra sứ điệp của lời Chúa Chúa Nhật tuần này. Đã 2000 năm nay, giáo hội đọc, suy niệm và công bố lời Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay, tôi không biết quý ông bà và anh chị em thế nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối. Vậy thì đâu là lời dạy của Chúa Giêsu? Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn chúng ta phải lao động, chúng ta phải làm việc với hết khả năng của mình để tạo ra của cải vật chất, tạo ra cơm áo cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân và cho xã hội. Và rõ ràng là mỗi một ngày cuộc sống một đầy đủ hơn, mỗi một ngày cuộc sống được dễ chịu hơn và giàu có hơn. 10-15 năm trước, nhà thờ của chúng ta không sáng như thế này, âm thanh của chúng ta nghe không tốt như thế này, và 5 năm nữa, 10 năm nữa, nó sẽ đẹp hơn, lung linh hơn, loa đài, đàn của ca đoàn cũng sẽ hay hơn, tốt hơn. Vậy thì như thế có phải là cái lực cản để vào nước Thiên Chúa hay không? Chúng ta dường như cảm thấy bối rối. Đâu là ý nghĩa đích thực? Thưa quý ông bà và anh chị em, cái lý do để của cải người giàu có khó vào nước Thiên Chúa là bởi vì người ta đã cố gắng để tìm kiếm tiền bạc bất chấp mọi giá. Vì thế mà có hàng giả, vì thế mà có hàng nhái, vì thế mà có lừa đảo, vì thế mà có gian dối bất công. Để giàu có, để nhiều tiền, bởi vì nghĩ rằng nhiều tiền giàu có thì tất cả là được bảo đảm hết. Đặt tất cả hy vọng, đặt tất cả niềm cậy trong cuộc đời của mình vào đống tài sản, giống như chàng thanh niên ở trong bài tin mừng hôm nay, buồn sầu bỏ đi. Và như thế thì chắc chắn là cái giàu ấy nó sẽ ngăn cản chúng ta vào nước Thiên Chúa, và chắc chắn là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Nhưng nếu chúng ta cố gắng với tất cả khả năng của mình để lao động, để làm việc với tất cả khả năng và với tất cả trách nhiệm, và thu nhập của chúng ta cao hơn năm tới, cao hơn năm qua,
Và cứ thế chúng ta giàu có thêm, thì cái giàu có ấy đâu có phải là lực cản chúng ta vào nước Thiên Chúa. Vấn đề là thái độ của chúng ta đối với tiền bạc của cải. Và vì thế cho nên người ta nói tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó sẽ là một ông chủ tồi. Nếu chúng ta coi của cải chỉ như là phương tiện thì nó sẽ là một tên đầy tớ tốt. Còn nếu chúng ta coi nó như là một vị thần thì nó sẽ là một ông chủ tồi. Vấn đề là thái độ của chúng ta đối với tiền bạc. Và thưa quý ông bà, anh chị em, của cải tiền bạc của chúng ta, cho dù là chúng ta do khả năng chúng ta làm ăn một cách chân chính để chúng ta giàu có, thì nó cũng không phải là thuộc quyền sở hữu của chúng ta đâu, với cái nhìn của đức tin. Nó không phải là sở hữu của chúng ta hoàn toàn. Cho dù là chúng ta làm với khả năng, với trách nhiệm, do cái tài khéo của chúng ta, chứ không phải là ăn gian, ăn trộm, ăn cắp hay hàng giả, hàng nhái, thì nó cũng không phải là, chúng ta cũng không phải là chủ sở hữu đích thực. Nếu chúng ta bảo rằng do tài của tôi, thì cái tài ấy ở đâu ra? Do sức khỏe của tôi, sức khỏe ấy ở đâu ra? Nếu không phải là Chúa, Chúa cho chúng ta sức khỏe, Chúa cho chúng ta tài năng, Chúa cho chúng ta tất cả để chúng ta tạo ra. Và vì thế cho nên thực ra Chúa mới là chủ sở hữu đích thực. Và vì thế cho nên nó không phải là chủ sở hữu đích thực, cho nên nó cần phải được chia sẻ. Cần phải được chia sẻ. Và xung quanh của chúng ta có biết bao nhiêu người cần đến. Chúa Giêsu bảo chàng thanh niên, anh tin tôi đi, anh bán đi, anh cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng ở trên trời. Nhưng mà anh chàng thanh niên ấy không tin, không tin, sụ nét mặt, buồn rầu bỏ đi. Cho nên chúng ta cần phải thật sự khôn ngoan, cái khôn của Thiên Chúa. Và cái khôn ấy như trong bài sách thánh thứ nhất, tôi coi nó hơn cả tiền bạc, tôi coi nó hơn cả sức khỏe, tôi coi nó hơn cả sắc đẹp. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa thì chúng ta sẽ có thái độ đúng đắn. Và đương nhiên vì lý do Covid cho nên là kinh tế có thể là bị đứt gãy, cái chuỗi cung ứng vân vân và vân vân, có thể cái tăng trưởng không tốt, thậm chí là âm. Nhưng mà rồi Covid nó sẽ qua đi, chúng ta cũng như cả thế giới sẽ có cơ hội để phục hồi và chúng ta sẽ giàu có lên. Không phải chỉ có như thế này, chúng ta sẽ ăn ngon hơn, sẽ mặc đẹp hơn, đủ chất hơn, chúng ta sẽ có điều kiện để đi du lịch, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn, coi tiền bạc của cải chỉ là phương tiện, mục đích của chúng ta là tôn thờ Thiên Chúa và xây dựng thế giới thành vương quốc của Vua Giêsu Kitô. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách riêng các bạn trẻ rất thân mến. Ngày nay, mỗi khi nghe nói đến một cậu công tử đẹp trai con nhà giàu, chúng ta thường có ít nhiều ý nghĩ tiêu cực như là chắc rằng anh ta chỉ mải ăn chơi lêu lổng, dựa vào của cải của cha mẹ để chơi bời thì giỏi, chứ lười biếng học hành làm ăn gì được. Hôm nay tin mừng theo Thánh Marco giới thiệu cho chúng ta một anh thanh niên cũng thuộc hàng con đại gia, giàu có về của cải vật chất. Nhưng anh còn có một đời sống rất đạo đức nữa. Anh đã tuân giữ các giới răn của Chúa từ thuở nhỏ. Không những thế, anh còn là một chàng trai trẻ có lý tưởng, có tầm nhìn xa trông rộng, không chỉ dừng lại ở sự sống đời này mà còn có cả hạnh phúc đời sau nữa. Anh muốn trở nên hoàn thiện hơn nữa,
Ước muốn của anh quả thật là rất tốt đẹp và chính đáng. Vì thế hôm nay khi nghe biết về danh tiếng Chúa Giêsu là một vị thầy đầy khôn ngoan và thánh thiện, anh đã đến gặp Ngài và hỏi rằng: tôi phải làm gì để được sống đời đời? Quả thật, đây là một chàng thanh niên đẹp người, đẹp nết, đẹp hết mọi thứ xung quanh. Một người như thế thật là hiếm có, khó tìm. Đến nỗi không chỉ Chúa Giêsu mà chắc chắn còn rất nhiều những người khác khi biết đến anh, khi gặp gỡ anh cũng phải ngưỡng mộ, trầm trồ, thương mến. Khi suy niệm điều này, con trộm nghĩ nếu anh ta sống ở trong thời đại công nghệ thông tin của chúng ta hôm nay, chỉ cần một cái click chuột thôi thì các thông tin, hình ảnh đã được lan truyền khắp thế giới, thì chắc rằng nói theo cách của các bạn trẻ hôm nay thì anh thanh niên trẻ này sẽ là một hiện tượng mạng cực hot. Fanpage của anh ta có lẽ sẽ có hàng triệu fan hâm mộ. Kênh YouTube, TikTok của anh sẽ có hàng triệu người đăng ký. Số lượt theo dõi, chia sẻ, bình luận có thể lên đến nhiều triệu lượt người. Chắc chắn trang YouTube của anh ấy chẳng mấy chốc mà giành được nút vàng, nút kim cương. Bài tin mừng hôm nay khởi đầu với biết bao điều tốt đẹp, hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng và một kết thúc đầy viên mãn. Tuy nhiên, kết thúc cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu thì lại không như vậy. Thánh Marco đã viết, anh ấy sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Và có lẽ Chúa Giêsu cũng tiếc cho anh ta, một tâm hồn trẻ trung đầy thiện chí nhưng cuối cùng đã phải bỏ dang dở lý tưởng cao quý của đời mình. Tại sao lại như vậy? Thưa, bởi vì anh ta vừa muốn theo Chúa, vừa muốn nên hoàn thiện như Ngài, nhưng anh ấy lại cũng không muốn hy sinh từ bỏ, để rồi không dám dấn thân chọn lựa. Anh đã không chọn Chúa làm gia nghiệp, không chọn Chúa làm cùng đích của đời mình. Câu chuyện của người thanh niên này cũng có thể là câu chuyện của mỗi người tín hữu, của mỗi bạn trẻ chúng ta hôm nay. Bình thường, phần lớn chúng ta cũng giống như anh ấy, chúng ta cũng giữ đạo, sống đạo, có thể nói là khá tốt. Sáng lễ, chiều trầu, 3 giờ làm lòng thương xót, thứ 6 thì đi đàng thánh giá và thứ 7 thì làm giờ kính Đức Mẹ, vân vân. Chúng ta cũng ăn ngay ở lành, chẳng giết người, chẳng trộm cắp to tát gì của ai. Có chăng cũng chỉ là tiện tay lấy vài trái ổi, nhón vài cái kẹo. Nóng lên thì giận dỗi, quát mắng nhau vài câu vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi nào. Sống đạo như vậy cũng là điều khá tốt rồi. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những điều căn bản như thế, đời sống của người tín hữu còn được mời gọi trở nên thánh thiện hơn mỗi ngày theo gương Chúa Giêsu. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng xuôi trèo mát mái, đời sống đức tin không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận lợi, sẽ có những cản trở. Có những lúc người tín hữu bị đặt vào trong hoàn cảnh khó khăn khi gặp những mâu thuẫn giữa việc đạo và việc đời, khi phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và những giá trị trần gian. Những lúc ấy càng cần phải có những quyết định, những chọn lựa khôn ngoan và dứt khoát. Cha Phó giảng lễ nói như thế thì dễ, nhưng thực tế cuộc sống thì không dễ như vậy. Vì thế chúng ta thấy khi đứng trước những cám dỗ của tiền của, thì vì ham mê của cải mà nhiều người đã chấp nhận chọn sống gian dối mà đánh mất lương tâm công giáo. Có những người khi còn nhỏ thì rất ngoan ngoãn đạo đức, ở trong xóm đạo thì làm huynh trưởng, tham gia vào các hội đoàn rất nhiệt tình. Thế nhưng khi đến tuổi trưởng thành, đi làm đây đó, sinh ra ăn chơi đua đòi mà bỏ quên việc đạo, khiến bao nhiêu cha mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Với anh thanh niên trẻ hôm nay, thay vì chọn Chúa làm gia nghiệp, anh đã chọn cậy dựa vào của cải thế gian chóng qua này. Sự giàu có đã khiến anh chùn bước, không dám hy sinh để theo Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân. Khi nghe bài tin mừng hôm nay, nhiều người thường vội vã nghĩ rằng Chúa Giêsu lên án tiền bạc và kết án người giàu có. Nhưng thực ra không phải vậy. Tiền bạc của cải tự nó không phải là một sự giữ tất yếu. Sự giàu có chính đáng cũng không phải là một cái tội. Và đối với người Do Thái, sự phú túc giàu sang còn là một dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa nữa. Chính Chúa Giêsu cũng đã có những người bạn thuộc diện nhà có điều kiện.
và Ngài cũng đã đến viếng thăm dùng bữa tại nhà họ. Ở đây, Chúa Giêsu chỉ muốn nhắc nhở chúng ta về thứ tự ưu tiên và cảnh giác chúng ta về những nguy cơ, những cám dỗ của tiền bạc, của quyền lực trần gian đối với đời sống đức tin của người môn đệ Chúa. Chúng ta đồng ý với nhau rằng của cải thế gian là rất quan trọng và cần thiết, nhưng nó không phải là cùng đích của con người. Người ta thường nói tiền bạc là một người đầy tớ tốt, nhưng nó lại là một ông chủ xấu. Quả thế, khi coi của cải là ông chủ của đời mình thì con người sẽ trở thành nô lệ của nó. Anh thanh niên hôm nay thoạt nhìn chúng ta tưởng rằng anh sở hữu nhiều của cải, nhưng rốt cục không phải thế, chính của cải đã sở hữu và điều khiển anh ta. Của cải có thể kìm hãm và làm khô héo những hoài bão thanh cao nhất của những con người thiện chí. Thậm chí, nó còn có thể đẩy người ta vào tình trạng sa đọa và tù tội nữa. Không phải là mục đích, nhưng của cải có thể là một phương tiện thuận lợi, một đầy tớ đầy đắc lực giúp con người có thể xây dựng cho mình một kho tàng trên trời. Người giàu có khó vào được nước trời. Khó vào chứ không phải là không vào được. Nếu biết sẵn sàng thực thi ý Chúa và quảng đại chia sẻ giúp đỡ cho những người khác, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Như vậy, điều quan trọng ở đây đó là chúng ta đặt Chúa ở vị trí nào trong các chọn lựa của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa mời gọi chúng ta cần dứt khoát và khôn ngoan để lựa chọn cái gì là quan trọng nhất, cái gì là vĩnh cửu. Bài đọc 1 được trích trong sách Khôn Ngoan cũng nói với chúng ta về điều đó. Đoạn trích này gợi nhớ cho chúng ta về vua Salomon, một vị vua được cựu ước ca tụng là đầy khôn ngoan. Ông đã không xin Đức Chúa cho ông được bạc vàng, cũng không xin Đức Chúa cho xin được sống lâu. Nhưng ông chỉ cầu xin Chúa ban cho ông được sự hiểu biết và thần trí khôn ngoan. Vua Salomon đã quý chuộng đức khôn ngoan hơn bất cứ thứ gì khác, dám đánh đổi tất cả để cho được đức khôn ngoan với tất cả lòng yêu mến và say mê. Lời cầu xin của vua đã đẹp lòng Đức Chúa, và Đức Chúa đã không chỉ ban cho ông như ý nguyện, mà hơn thế nữa, vua Salomon còn nhận được cả những phúc lành khác mà ông không dám cầu xin. Của cải quá nhiều, không thể đếm xuể, như chúng ta nghe bài đọc 1. Đức khôn ngoan trong sách Khôn Ngoan là hình ảnh loan báo về chính Chúa Giêsu, Ngài chính là ánh sáng khôn ngoan ấy. Ánh sáng đã đến trong thế gian để soi chiếu những tâm hồn u tối. Ngài đến không phải để kết án, nhưng lời của Ngài cảnh tỉnh, soi sáng cho con người biết con đường đem lại sự sống đời đời, đâu là con đường thật mà mỗi người cần phải chọn lựa bước theo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay cũng luôn luôn biết tìm kiếm và cầu xin cho được ơn khôn ngoan là nhận biết và thi hành thánh ý Chúa, luôn luôn biết chọn Chúa làm ưu tiên số một, làm gia nghiệp của đời mỗi người chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu hỏi rằng ta tìm kiếm gì trong cuộc đời này, hướng tới điều gì, đạt tới mục tiêu mục đích nào, thì có lẽ mỗi người có mỗi câu trả lời. Và cái câu trả lời ấy là thái độ, là cách sống, hoặc ít là nó định hướng cho cuộc đời của ta. Là người Công giáo, chúng ta có được lời Chúa hướng dẫn, và lời Chúa là nền tảng xây nên cuộc đời của ta. Bởi lẽ chúng ta cũng xác tín như tác giả của thư Do Thái rằng lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén, thấu suốt và sâu sắc tính phân định. Vậy thì từ lời Chúa chúng ta đã nghe, chúng ta rút lấy bài học cho cuộc sống mình. Ở bài đọc thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan, cuốn sách ra đời muộn nhất trong bộ Cựu Ước, khoảng từ năm 100 đến năm 50 trước Chúa Giáng sinh. Tác giả sách này thường được gán cho vua Salomon, mượn thế giá vị vua nổi tiếng vĩ đại của Israel. Người mà khi còn non trẻ đã lên ngôi thì biết khiêm tốn khẩn cầu Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan để mà cai trị dân nước, và ông đã được nhận lời.
đoạn trích được công bố hôm nay là đúc kết giá trị về sự khôn ngoan. Tác giả khẳng định sự khôn ngoan thì hơn bội phần vương quốc lẫn ngai vàng. So với khôn ngoan, kim cương vàng bạc chỉ như cát bụi đất bùn. Còn sức khỏe hay sắc đẹp thì chỉ có ngần có hạn so với khôn ngoan. Và rằng sự tốt lành đoan chính sẽ đến với người mang nơi mình đức khôn ngoan. Như thế thì đối với người công chính, khôn ngoan là lẽ sống, là điều họ tìm kiếm trọn cuộc đời. Người khôn ngoan nhìn thấy được đâu là hạnh phúc đích thực cho mình, cho người, không phải là tuổi thọ, không phải là của cải giàu sang. Thánh Vịnh chúng ta đã nghe nhắc lại điều đó. Tác giả không xin cho sống lâu hay giàu có, mà chỉ xin cho được no phỉ ân tình và vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa. Tức là có những sự khác quý giá hơn là của cải vàng bạc châu báu của trần gian. Thưa bạn chị em, Thánh Kinh cho chúng ta có được sự phân định rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà thực tế cuộc sống con người không phải ai cũng nhận ra được. Bởi lẽ quan niệm thâm căn cố đế của người trần gian và rất phổ biến đối với người Do Thái cho đến thời bây giờ, đó là của cải giàu sang, sống lâu già lão, con đàn cháu đống là những phúc lộc của Chúa đáng ước ao lắm. Điều này đúng, đúng đấy. Tuy nhiên, cái sai lầm là ở điểm này. Ấy là nếu chẳng may một người phải nghèo khó, gặp tai ương hoạn nạn, chết yểu, tuyệt tự, tuyệt tôn vân vân, thì đấy lại là kẻ vô phúc, kẻ bị Chúa phạt, là kẻ đã làm điều gì tội lỗi xấu xa đáng sợ lắm. Cái sai ở điểm đó. Vậy thì trong cái mạch ý tưởng như vậy, quan niệm của người Do Thái như thế, chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện tin mừng hôm nay, cụ thể là hiểu được tại sao cái anh thanh niên lại sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Vì anh có cùng suy nghĩ với số đông người Do Thái kia. Chàng thanh niên giàu có háo hức đến trình với Chúa Giê-xu về ý định cuộc đời của anh. Anh ước muốn được hạnh phúc, anh muốn những giá trị vĩnh cửu là sự sống đời đời. Và Chúa đã tận tình chỉ vẽ anh phải làm gì. Những cái lẽ căn bản của lối sống con người là các giới răn thì cần phải biết, phải giữ. Đừng ngoại tình, chớ giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Và phản ứng của chàng thanh niên như là bắt phải vàng, không phạm vào những điều đã cấm trong thập giới đối với một người Do Thái ngoan đạo là điều chẳng mấy khó khăn. Chàng thanh niên hồ hởi khoe với Chúa liền: lạy thầy, những điều ấy tôi đã giữ từ thuở nhỏ, từ thiếu thời. Có lẽ thưa ông bà anh chị em, đối với phần đông trong chúng ta, những tín hữu đạo gốc, đạo dòng là nghĩa là nhà tôi hơn ba đời theo đạo, thì đều có thể trả lời được như chàng trai kia, mà có khi còn khoe được nhiều điều đáng tự hào hơn. Đó là ngày nào tôi cũng dự lễ, cũng lần chuỗi đọc cái sách thánh. 3 giờ chiều thì lần chuỗi lòng thương xót, rồi tối 8 giờ dâng kinh cầu nguyện, đi ngủ an toàn nhất. Và chúng ta cũng có thể hình dung được Chúa đang chăm chú nhìn và đem lòng thương mến đối với chúng ta, vì xét ra là đã cố gắng sống tốt lành đạo đức như vậy. Tuy nhiên, người thực sự muốn đạt tới hạnh phúc đích thực, muốn được sự sống đời đời như chàng thanh niên khát vọng kia, sẽ cần nghiêm cẩn để suy nghĩ và thực thi cái đòi hỏi quyết liệt hơn của Chúa Giê-xu. Ngài tiết lộ một bí mật: ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Khi nghe nói đến phải từ bỏ của cải giàu sang, vốn là phúc lành của Thiên Chúa dành cho người sống công chính đó, rồi phải đi theo làm môn đệ của một người không có chỗ tựa đầu, không gia sản, đồng nghĩa với cảnh không có gì bảo đảm cho tương lai, thì chàng thanh niên đã thối chí thoái lui, vượt mất cơ hội giàu có trong nước trời. Tin mừng giải thích vì anh ta có nhiều của cải. Đấy, mấu chốt vấn đề nằm ở sự giàu có bạc tiền của anh.
lợi hay hại, phúc hay họa, cũng từ việc con người ta xem của cải là gì với cuộc đời của mình. Ở ngay trong cơn dịch bệnh này, người ta thấy có hai thái độ đối nghịch trước tiền bạc của cải. Có những người đã hy sinh cho đi những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình, họ xả thân cứu trợ, tương ái đỡ đần người khốn khó. Đối với họ, tiền bạc là phương tiện để đem lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Nó là đầy tớ để phục vụ cho tình người, cho lòng nhân ái, cho lòng tốt được trổ sinh. Ở thái cực ngược lại, đồng tiền vẫn có sức mạnh như một chủ nhân ông, sai khiến được kẻ tham lam ích kỷ. Nó khiến họ trở thành nô lệ, sẵn sàng trả đạp lương tâm, bất chấp luân thường đạo lý. Lợi dụng tình hình nguy ngập bệnh nạn, người ta vẫn có thể luồn lách mưu mô lừa lọc, cấu kết nhóm lợi ích với nhau mà làm giàu, vơ vét trúc rỉa ngay cả những đồng tiền còm cõi của dân nghèo. Họ đội tiền bạc lên đầu và cúc cung bái lạy, tin tưởng rằng cứ có nhiều tiền là có hạnh phúc bình an. Có câu chuyện thần thoại Hy Lạp có lẽ nhiều người biết. Thần Dionysus, nghĩa là thần rượu nho, cho vua Midas một điều ước, và ước gì sẽ được nấy. Không do dự, vua Midas nói ngay: "Tôi ước rằng mọi thứ tôi chạm vào đều được biến thành vàng." Và quả thật điều đó đã xảy ra. Midas vốc một nắm cát lên, nhặt một viên đá chạm vào một chiếc lá, tất cả đều hóa thành vàng. Ông sung sướng sai người về mở tiệc ăn mừng. Nhưng hồi ơi, bánh chạm vào lưỡi ông, nó biến thành vàng. Rượu chạm vào môi ông cũng hóa thành vàng. Midas hoảng loạn khổ sở vì đói. Ông tìm người con gái yêu quý để giải bày, để được an ủi. Thì khi chạm đến cô cũng hóa thành một khối vàng nguyên chất. Cuối cùng Midas chỉ còn biết nguyền rủa món quà của mình và chính bản thân mình vì đã tham lam ngu ngốc như vậy. Thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã chỉ dạy cách thức để ta được hạnh phúc đích thực và đạt đến sự sống đời đời. Đó là biết cho đi những gì mình có, cho đi những gì mình có. Không chỉ là tiền bạc của cải, mà còn có thể là thời gian, là sức lực, là tình người, là sự hy sinh, sự tha thứ, là lòng bác ái vị tha. Vì tất cả những sự này thì chính Chúa đã trao ban cho chúng ta cách quảng đại vô lượng. Ngài đã không giữ lại gì cho mình. Thế nên rồi Ngài có lại được tất cả, tràn dư vạn bội đó. Và vinh phúc sẽ đến với những ai cũng đi theo Ngài trong cái hành trình trao hiến như vậy đó. Amen.